em nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu với người anh em một bộ phối ghép giữa con Mr. Bằng Anh Quốc ha, Elehit Z10-14 với một con Lexicon Mỹ 200 của Mỹ ha. Bộ phối ghép cực kỳ hoàn hảo. Bộ phát này nó tạo ra hai bộ hiệu ứng riêng biệt ha. Rosette 1 là hiệu ứng Revert, Rosette 2 là hiệu ứng Echo ha. Hai bên chỉnh tách bạch riêng biệt luôn ha. Đấy, một con Mixer của Anh Quốc thì còn gì đẹp hơn nữa đúng không người anh em? Cực chất. Em sẽ giới thiệu sơ qua cái cách đi dây để cho anh em mình nắm bắt ha. Đầu tiên thì hai cái dây men out, hai dây men out đen đen này là cắm xuống cái con men kia ha, hai dây men out cắm xuống con men. Rồi line nhạc em cắm vô line đây ha, nhạc cắm vô line số 34 thì mình đẩy. Ok không? Thì micro em cắm đầu line số 1 ha. Rồi, đó là xong cái phần bàn mixer. Bây giờ tới con effect này. Con effect từ bàn mixer mà đây nó có hai cổng option này, option 1, option 2 đây, hai dây màu đỏ đây ha, hai dây màu đỏ đây. Thì mình cắm đi vào cái input của con effect. Đi vào input của con effect Lexicon ha. Bắt đầu từ hai đường output LR của cái con Lexicon này. Hai dây màu đen số ly đây. Đấy, lần theo tay em này ha, hai dây màu đen số ly đây. Thì cắm vô lại số 2 và số 3. Mình cắm như vậy đó anh chị, để mình tách ra hai cái kênh effect. Này em sẽ mô phỏng cho anh em. Cắm như này để mình tách ra thôi, tách ra cho nó dễ sử dụng, đẩy lên cái echo, đẩy lên cái reverb ha, để cho nó dễ. Bắt đầu tiếng micro mình ha. Micro mình đẩy micro lên hello này. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây là cái tiếng mic mọc chưa có effect ha. Thì trên bàn mixer mình gửi sen ốc 1, sen ốc 2, hai nút này mình sen có 50 thôi nha. Mình test máy mình sen nhỏ nhỏ thôi. Còn mấy cái đồng chí còn lại là ốp hết xuống. Tại vì nếu mình sen là nó sẽ có effect như nhạc mà, nhạc còn ốp xuống hơn. Bắt đầu mình sen effect nó đi hai dây màu đỏ vô con effect này, hai dây màu đen nó phải hóa vào đây ha. Bắt đầu mình test hiệu ứng này. Mình đẩy lại số 2 lên là reverb này. Hê. 1 2. Hê. Đó, anh em nghe hiệu ứng reverb chưa? Ốp reverb xuống này, đẩy cái hiệu ứng này lên cái echo này. Lên. 1 2 3 4 5 6 10. Hết. Đó, ngon chưa? Hai đường echo reverb đặc biệt, cùng muốn chơi chung thì ba thành cùng lên, hai thành cùng lên ha. Lên. 1 2 6 10. Tối hát bài ca người ca Hà Nội. Ôi thủ đô sao xuyên trong trái. Rồi ví dụ như mình đã setup cho 6 kênh ha. Đây là kênh số 1, mình hướng dẫn sơ qua cách sử dụng con này luôn ha. Đây là kênh số 1 ha. Ví dụ như mình muốn kênh số 2 thì mình lên con trỏ tới số 2, là số 2 đang nhấp nháy. Mình nhấn cái kịch vô, nhấn kịch vô. Đó, ok, là cái đèn đứng lại là kênh số 2 đang lót xuống đấy. Mình thử lại thì nó khác hiệu ứng này ha. Một hai ba bốn năm sáu mười. Hiệu ứng này là ở chỗ nó hơi chậm lại đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ lên một kênh số 3 nữa thì sao? Mình lên kênh số 3 vậy ha. Cái bắt đầu mình nhấn cái kịch vô một phát là đèn đứng lại ha. Rồi ok, mình test lại thì nó như thế nào ha. Lên. Một hai ba bốn năm sáu mười. Hết. Ở chỗ này hát chỗ này xuống không có gì hết này. Lên 1 2. Đấy. Ở chỗ này. Lên. 1 1 1 1 2 2 2 2.